Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, may mắn, giàu sang, hạnh phúc là những điều mà mọi người luôn mong muốn trong cuộc sống này. Thế nhưng, cuộc sống đâu phải đều có thể cầu được ước thấy. Mọi sự mưu cầu đôi khi phải đi kèm với sự may mắn và sự nỗ lực của bản thân mới có thể lội ngược dòng để thành công. Cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng. Đã gọi là cuộc sống thì phải có đủ các khía cạnh buồn bã, vui mừng, sung sướng, đau khổ. Và khó khăn là một phần trong đó. Tháng 9 âm lịch sắp tới có thể nói là một tháng khó khăn với một số con giáp. Bởi trong tháng này, các con giáp này sẽ gặp toàn chuyện xui xẻo, tiểu nhân quấy phá hãm hại, thất thoát tiền bạc, thậm chí là tán gia bại sản. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp xui xẻo này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm được nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Thìn. Người tuổi Thìn phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối diện với đủ loại khó khăn trong tháng 9 âm lịch này, nhưng cuộc đời bạn vẫn không phải toàn là tăm tối. Vì vậy, điều cần thiết nhất là hãy giữ một tâm thế lạc quan, không sợ hãi khó khăn, bởi đâu khác có đó, mọi chuyện sẽ dần dần được tháo gỡ. Trên phương diện sự nghiệp, theo tử vi, do phải chịu tác động xấu của cục diện Thìn, Tuất, Tương xung mà bạn sẽ phải vướng phải nhiều vấn đề. Trong khoảng thời gian này, các mối xã giao thường xuyên xảy ra nhiều vấn đề khiến công việc cũng gặp rắc rối theo. Tuy nhiên, trước khi đổ lỗi cho người khác, bạn cần xem lại chính bản thân mình, xem mình có tật xấu nào cần phải sửa đổi hay không. Có thể một phần là vì bạn quá bướng bỉnh, nóng nảy nên mới khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng. Trên phương diện tiền bạc, bạn chớ nên bốc đồng, làm theo ý mình, không chịu nghe lời khuyên can của người khác. Bạn là người có năng lực hành động và quyết đoán. Tuy nhiên, đôi khi bạn không nhận định được rõ ràng tất cả mọi vấn đề. Đó chính là lúc bạn cần bình tĩnh dừng lại và suy nghĩ mọi việc cặn kẽ hơn. Thêm vào đó, đại hao cũng là dấu hiệu cảnh báo bạn chú ý nhiều hơn trong chi tiêu, chớ phung phí tiền cho những việc không cần thiết. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy cũng không được như ý muốn. Hai người có thể cãi cọ, tranh chấp vì nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống gia đình. Mỗi khi vấn đề xảy ra, bạn cần chủ động và tích cực hơn trong việc hòa giải với người ấy. Tối kỵ tư tưởng bỏ mặc mọi chuyện ra sao thì ra, thậm chí là ngoại tình. Tuy nhiên, trong tháng này có nguyên lệnh quan đới và các tinh giải thần phù trợ, nên những khó khăn mà bạn phải đối mặt cũng giảm bớt được phần nào. Hãy suy nghĩ tích cực, bởi chỉ cần cố gắng không ngừng thì mọi khó khăn sẽ dần qua đi, bạn sẽ dần lấy lại được những tia hy vọng. Tuổi Dậu. Tử vi tháng 9 âm lịch này của người tuổi Dậu có tốt, có xấu, nhưng yếu tố xấu vẫn chiếm đa số. Vì thế bản mệnh cần hết sức tập trung cho công việc, chú ý điều hòa các mối quan hệ nếu không muốn mình vướng phải nhiều chuyện mâu thuẫn, thị phi. Trên phương diện sự nghiệp, dưới tác động xấu của cục diện Dậu, Tuất, Tương hại, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần đối diện với nhiều biến cố, những rắc rối có thể xảy ra bất ngờ. Hãy luôn chú ý đến các mối quan hệ xung quanh mình, không nên dễ dàng tin theo lời kẻ khác, nếu không sẽ bị hãm hại lúc nào chẳng hay. Bạn cũng có thể phải lao động vất vả trong tháng này, nhưng thành quả nhận lại chẳng được bao nhiêu. Tuy nhiên, bạn chớ vội tuyệt vọng, bởi những cố gắng của bạn ắt sẽ được một vài người trông thấy. Các tinh thái dương sẽ cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân. Phương diện tài lộc cũng không có nhiều điểm sáng trong tháng này, điều đó chứng tỏ bạn sẽ phải cố gắng hơn trước rất nhiều. Bạn không nên vội vàng tin theo lời rủ rê của những người không đáng tin cậy, đặc biệt là những người đã lâu không liên lạc, nay lại bất ngờ nối lại các mối quan hệ. Người làm đầu tư kinh doanh cũng thường xuyên bỏ lỡ cơ hội đầu tư do chần chừ, do dự, không dám bước ra khỏi vùng an toàn, không dám đưa ra những quyết định dứt khoát. Tuy nhiên, trái ngược lại với những rắc rối gặp phải trong công việc và tài lộc, thì tình cảm của bản mệnh lại khá sáng sủa. Do có cát tinh Thái Dương và Thiên Dương phù trợ mà bạn dễ dàng thể hiện được nét quyến rũ trong ngoại hình cũng như tính cách của mình, giúp thu hút ánh mắt của những người khác giới. Bạn có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ. Tuổi Tuất. Xin chia buồn với những người tuổi Tuất, bởi tháng này bạn sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong cả công việc và trong cuộc sống. Tốt nhất, bạn hãy chuẩn bị tinh thần trước sóng gió, tránh để bản thân rơi vào cảnh buồn rầu, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc. Trên phương diện sự nghiệp, Nguyệt lệnh Lâm Mộ cho thấy bạn khó có được bước phát triển trong công việc, mọi việc không rơi vào cảnh trì trệ, trắc trở đã là may mắn lắm rồi. Bạn làm việc chăm chỉ, cần cù và chắc chắn, nhưng dường như điều ấy chưa đủ để khẳng định bản thân. Thậm chí, đôi khi sự cẩn thận quá mức khiến bạn trở nên bảo thủ, chậm chạp hơn so với mọi người, để lỡ mất thời cơ một cách đáng tiếc. Trên phương diện tài lộc, bạn luôn cố gắng phấn đấu, mong cải thiện tình hình tài chính. Nhưng đáng tiếc là bạn luôn là người đến sau, nên khó có thể kiếm được một khoản lời lãi như ý muốn. Thời điểm này, âm sát khuyên bạn nên chú ý kẻ tiểu nhân hãm hại, đồng thời nhận thức rõ ưu khuyết điểm của mình để có được định hướng phát triển phù hợp. Bạn không nên chạy theo những việc vượt quá khả năng của mình. Tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia của mình cũng có những dấu hiệu bất ổn. Có thể là vì hai người đã thường xuyên giấu giếm nhau hoặc không tâm sự với nhau những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, quan hệ của hai người sẽ dần dạn vỡ, khó có thể hàn gắn được. Tuổi Sửu. Xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Sửu, tháng này là một tháng khá nhiều sự thay đổi và biến động đối với người tuổi Sửu. Bạn cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó mới có thể đạt được điều mà mình mong muốn. Trên phương diện sự nghiệp, do tác động của cục diện tương hình mà bạn sẽ phải chịu khá nhiều áp lực về mặt tinh thần. Có thể bạn sẽ được giao cho phụ trách những công việc khá trọng đại hoặc phải càng đáng nhiều nhiệm vụ cùng một lúc. Vì thế mà bạn luôn ở vào trạng thái căng thẳng, thậm chí là vất vả. Điều bạn cần phải nhớ lúc này là luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe, không nên tự tin thái quá, lúc nào cũng muốn thể hiện bản thân. Kết quả là đẩy bản thân mình vào rắc rối. Trên phương diện sự nghiệp, bạn cơ bản vẫn làm ăn khá tốt. Nguyên lệnh Lâm Dưỡng cho thấy bạn có những mục tiêu rõ ràng và luôn chăm chỉ, cần cù để hướng tới đích đến mà tự bản thân mình đặt ra. Tuy bạn vẫn sẽ vướng phải khó khăn, thế nhưng đó là những điều bất khả kháng mà bạn buộc phải vượt qua nếu muốn thành công. Sao tốt thiên đức cũng sẽ giúp đỡ bạn phần nào để bạn đạt tới thành công một cách nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, bạn lại cần phải lưu tâm nhiều hơn trên phương diện tình cảm. Tháng này, mối quan hệ giữa bạn và người ấy không được bình yên như mong muốn. Có lẽ mỗi người đều đang theo đuổi một mục tiêu riêng nên không có thời gian để quan tâm hoặc thấu hiểu đối phương. Sự xa cách có thể là khởi đầu của những rạn nứt trong tình cảm. Bạn cần tìm cách khắc phục tình trạng này. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp không được chảy thương, gặp nhiều xui xẻo cả về sự nghiệp, tài lộc và tình duyên trong tháng 9 âm lịch, thì có những con giáp vừa gặp may mắn lại còn được quý nhân giúp đỡ, tài lộc triền miên. Hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý thường là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ thường xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của 12 con giáp, trên cơ bản, tháng này là một tháng khá tốt đối với người tuổi Tý. Chủ yếu là trên phương diện sự nghiệp, nhờ có chính quan chỉ đường dẫn lối, bạn có thể chọn được những hướng đi đúng đắn cho mình. Nếu luôn giữ tinh thần làm việc nghiêm túc, có đầu có đuôi thì nhiều khả năng bạn sẽ được lãnh đạo tin tưởng, mở ra con đường phát triển cho tương lai. Thời điểm này, bạn nên nhìn thẳng vào thực tế trước mắt để có thể lập ra những kế hoạch khả thi. Bạn không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân, vừa gây ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa khiến công việc dễ xảy ra sai sót. Trên phương diện tài lộc, bạn làm ăn khá tốt do tác động của nguyên lệnh và tả phù sẽ mang lại cho bạn nhiều sự hỗ trợ tích cực. Chủ yếu là nhờ bạn hợp tác với những đối tác khá đáng tin cậy. Có thể lợi nhuận sẽ không đến với bạn một cách nhanh chóng và ồ ạt, nhưng có thể nói bạn đang bước đi những bước khá ổn định trên con đường làm giàu. Tuổi Mão. Người tuổi Mão gặp nhiều điều may mắn trong tháng này, nếu biết chớp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc, mà tình duyên cũng có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nhờ được sự trợ giúp của nhị hợp mà tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ. Bạn đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân. Nhờ thế mà đưa ra được những kế hoạch chính xác. Trên phương diện tài lộc, nhị hợp cũng giúp đỡ bạn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng, đôi bên hợp tác làm ăn có lợi. Nhờ sự đồng tâm hiệp lực, đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn, mở rộng phạm vi kinh doanh, tiếp xúc thêm các khách hàng mới. Người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên có hy vọng. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ có thể yên tâm bởi về cơ bản thì bạn sẽ gặp rất nhiều may mắn trong tháng 9 này. Cả sự nghiệp và tình cảm đều có những bước tiến đáng kể, khiến bạn luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Theo tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch của tuổi Tỵ, do được nguyện lệnh lâm quan hỗ trợ, người tuổi Tỵ tích cực và năng nổ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn không còn phụ thuộc vào bất cứ ai mà tự lập, tự chủ hoàn toàn mọi công việc một mình. Rất có thể cấp trên sẽ hài lòng với sự thể hiện của bạn và cho bạn nhiều cơ hội để thể hiện năng lực bản thân. Trên phương diện tài lộc, bản mệnh làm ăn cơ bản là tốt. Các mối quan hệ rộng rãi sẽ đem lại cho bạn nhiều ích lợi. Cộng với thái độ làm việc cần cù, chăm chỉ, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một khoản tiền khá. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.